Phật tử chúng ta là những người tu học. Không có người nào mà sống trên đời này mà muốn mình không có phước hết. Ai cũng muốn có phước hết. Cho nên mình mới nghe chỗ nào mà bố thí làm lành ít nhiều mình đóng góp để mình cầu gì? Cầu phước. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy mình cầu phước thì mình phải làm sao để cho cái phước nó trọn vẹn. Mình nghe pháp là mở tuệ. Mình đóng góp, mình làm việc gì đó là có phước. Mà con người mà sống mà phước tuệ đầy đủ thì mình tu hành nó trơn, nó trọn vẹn, nó thuận lợi. Đức Phật là một người thầy. Nhưng mà ở nơi Đức Phật, cái nhân cách, cái đạo đức, cái hạnh lành của Ngài, Ngài thực hiện không có giây phút nào mà Ngài từ nén. Ví dụ như là một hôm nọ, Ngài A Na Luật, quý vị biết trong hàng đệ tử Phật có một vị tỳ kheo, một vị thầy, tên của Ngài là A Na Luật. Thì thầy A Na Luật á, Ngài không có thấy đường, cho nên y áo của Ngài rách hết. Đức Phật đi đến thăm Ngài A Na Luật và thấy Ngài A Na Luật y áo rách hết mà không có thấy đường để may. Đức Phật ngồi xuống, lấy kim chỉ ra may vá y cho đệ tử. Thì các thầy mới biết được, các thầy mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, để cho chúng con làm. Này giống mình đó. Bình thường thấy nhà dơ không quét, ông thầy mới cầm cho thầy: thầy để con. Giống như mẹ mà chén xin đầy chén mình không rửa, tới hồi mẹ mẹ đứng dậy mẹ rửa cái mẹ để đó con. Giống không? Cái này là tại Pháp Hòa biết là nhỏ qua vậy đó. Mình lười, mẹ thấy ai làm thì mình sẽ nhào tới mình làm cái gì lấy điểm. Thưa đại chúng, là khi mà Đức Phật may vá như vậy thì các thầy mới đến xin, nó thôi xin Đức Thế Tôn để cho chúng con làm. Đức Phật nói không, các thầy cũng cần phước, Như Lai cũng cần phước. Rồi Đức Phật liền dạy một bài pháp: người sống ở đời có sáu thứ phải nên cầu, sáu thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí, nhưng mà bố thí nó có ba cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên, nghe tầng người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười, mà thậm chí mình đang cười với người này, xoay qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang lỏng, đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ và mình nói: chờ tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo cũng chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên, đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng, không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa, không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? Nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó triền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo.
lúc mà người ta bảo lục mình tới cứu được, còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá. Mình tuy mình nghèo nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta một chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng, mình khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau, người ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á, mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được chứ? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling. Vậy cho nên bố thí, mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người, người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết, mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh thăm bệnh đó, là người ta sợ chết lắm, đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không? Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô ý thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mình nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá. Muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô ý thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là Phật ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy, nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ấn vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên: bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi, tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy 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 đi xuống, xong thẳng cứng đời vậy.
Và ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả. Nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói tôi hả? Nghe là vỗ ngực. Tôi không sợ thằng nào hết. Mà cũng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ. Những cái tâm của mình sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á, the meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đấy ăn. Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường. Cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó. Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe bảy bà đây, hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ mà gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm. Tại vì thấy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sáng mà nó dài. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thảy ngồi thôi thì đứt hơi chết. Chứ mình cúng dường, mình bố thí, bố thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho, bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Bố thí. Mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi. Bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh dù chỉ một con sâu con kiến, nếu con đã từng tu tập dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết để hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi,
Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là vô thượng bồ đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác, còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Ví dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi vô thượng bồ đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi, có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy, nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy quýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về, hết phước. Chữ mất đâu ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách gió về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết, không nhẫn được, cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng. Thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là, sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân, cũng phải nhẫn. Việc mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều hôm nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành Phật à. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung, cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhịn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó trời ơi, nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nữa nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà
mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà anh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền mà nhúc nhích cái nước nó vô chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó, nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng để nó thấy. Chứ còn mình nô mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó, mình phải dạy dỗ và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích tại sao phải cúng hương, tại sao phải thắp đèn, tại sao phải cúng hoa, tại sao phải cúng nước, tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa, nói cho mình nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đây có một cái chấn ngay cái cổ áo này. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp. Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. 3 lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không có xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hả? Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài 3 môn: giới, định, tuệ. Không ngoài 3 cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài 3 cái: giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất ăn chay. Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào, cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật đản á, cái ngày Phật đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau: Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là
chúc mừng Phật đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau, cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì? Đừng có đợi lễ lộc rồi gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật đản tổ chức tiệc mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chay lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mặn. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình mà nói chị mà tu gì, chị tu hú chứ tu gì, người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật đản, mình text, mình nhắc. Anh ơi, ngày mai lễ Phật đản, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chay lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn. Để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần 1 tháng 26 ngày chay. Ăn nổi không? 10 ngày rồi. Pháp Hòa thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay 1 tháng có 2 ngày à. Ăn tháng ăn 2 ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu một thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng, cúng Phật này, cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn, trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học, lên xe bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo, Pháp Hòa mới nói thầy nuôi mấy con dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó.
Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng tụi con tưởng không có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi á. Tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè. Để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy. Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu. Trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai. Một là bồ thí, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy y Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể, tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó, con đường lớn đó, mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi. Nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới, tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục, bố thí, bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu họ. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Rồi nó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như là địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu, nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi trong vỏ móc ra không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa.
Chúng ta phải học như Ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao Tú? Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được, phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi, ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng, phải không? Có nhiều khi mình ăn chay, ăn chưa quen thèm lắm. Mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ đó nó mình thích dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh, có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên chú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà trú tâm thì không. Để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có chú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt nha con, món này có ớt mới ngon con. Rồi xong rồi đi lần tiếp. Rồi mình đi ngang nó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên, đấy má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa có phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu một lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu, nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, đây không phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam, những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là Đức Phật á, có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu, không phải. Thí dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu gọi là tham bất thiện, cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu, chưa chắc là xấu. Thí dụ như tham hướng thượng, tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải tiếc biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy.
Cho nếu Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình. Mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Ví dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ. Có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là gì mình. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó dứt khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy, tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ, nói tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn, Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít tu nhiều, tu đủ tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán. Quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào. Mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy, ô cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình. Và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khang tiếng thì đâu tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khang tiếng không được, không tụng, trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho người ta nghe, người ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật, niệm zoom lên hết. Con nó ngủ không được, má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội lại vô phòng lại rồi. Rồi nói chung mà nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng. Nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em, anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật, cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô A di, thở ra đà Phật. Nhất là ngủ không được đó, đừng có suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di hít vô, thở ra đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật.
Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới? Nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói ánh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình rộn lát xuống bếp. Ai tới chùa là, kêu là cái chánh điện, với chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít có ai ở lại lắm. Có cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao ba gáo nước lên tấm Phật nha. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi tham sân si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết. Gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái. Rồi còn thò tay vô lấy một cái vuốt vuốt trên đầu. Ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng ngũ chao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp chao ra, thầy thầy rót dùm con miếng. Rồi lót xong rót thôi, mà rót ra mà lỡ cái hũ cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nữa nè, ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông múc mà bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu gì đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nhớ không? Cái câu mình hay đọc á. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn Kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện A-di-đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng chung thời gì đó. Thời xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ mình có thể tổ chức những cái buổi cơm ở nhà. Thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc như nhau như vậy để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày mỗi năm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản. Lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Chúng ta hồi hướng. Bây giờ là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa.
Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô, rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau. Nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện, Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. À, hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. À, nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất có lòng, mà tu cũng giỏi nữa. Mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt, giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Xin chúc đại chúng tinh tấn an vui. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, một là nói, hai là nghe. Mình nói thì mình muốn người khác nghe, và thậm chí mình muốn đi tìm những cái nghe để nó làm cho mình được phát triển sự hiểu biết và thành công những cái gì mình mong mỏi. Ví dụ ở đây á, theo cái cách làm của người Mỹ á, nếu mà mình sang lại một cửa tiệm mà họ có cái franchise, tức là họ có cái công ty á, thí dụ như quý vị sang lại tiệm Tim Hortons, tiệm cà phê Starbucks, thì quý vị phải đi học, hay là quý vị phải đến công ty để người ta chỉ cho mình cái cách pha chế cà phê và cái cách điều hành như thế nào. Mình phải trải qua một quá trình đó để mình trở về mình có thể làm việc được. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn làm thành tựu á, là chúng ta phải đi tới chỗ nào đó để chúng ta lắng nghe người ta thuyết trình về cái cách đó để mình thành tựu. Như vậy thì trong cuộc sống này nó có ba chuyện: một là nói, hai là nghe, ba là thành tựu. Mà những người mà mình mong được gặp, mình muốn được nghe, mà khi mình gặp được mình vui. Có nhiều khi mình được muốn quy Tam Bảo nhưng mình không có cơ duyên nào đủ duyên lành. Một hôm nọ mình gặp được cái cơ hội quy Tam Bảo, tự nhiên mình khóc. Vậy thì cái giọt nước mắt mình khóc đâu phải là tại mình tuổi ai ấy của mình, nhưng mà mình hoan hỷ quá vì mình được quy Tam Bảo. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Nhật, đi qua Hàn Quốc, mỗi nước 10 ngày để nhận cái chương trình giảng ở bên đó. Thì khi Pháp Hòa đến Nhật thì xuống phi trường rồi, thì mấy tiếng sau là bắt đầu vô cái buổi pháp thoại đầu tiên. Thì khi mà đến đó thì quý Phật tử Việt Nam mình đang sinh sống ở đó, thì các vị ở chánh điện khóc. Khóc là tại sao? Tại vì mừng quá. Lâu nay biết thầy trong dĩa thôi, đấy không? Bữa nay được gặp thầy trong chùa. Cho nên là quý vị khởi tâm, quý vị khóc. Cho nên đó, một trong những niềm vui của chúng ta là gì? Trong kinh đó, Phật nói đó, ở đây có ai có phone không? Giờ mình bắt đầu học làm học trưởng nha. Mở phone ra, tắt cái phone. Thế thì thường thường mình đọc kinh đó, cái câu cuối nè, Phật nói kinh này rồi, các thầy, các mọi người, mọi giới hoan hỷ, nhận lãnh, phụng hành. Nhớ không? Những cái câu cuối thường trong kinh hay nói như vậy. Thì khi mà nói tới hoan hỷ đó,
thì có một cái hoan hỷ mà trong kinh nói đó, đó là gì? Ngộ nhân hoan hỷ. Ngộ nhân hoan hỷ là gì? Ngộ là gì? Là gặp. Nhân là người. Mà người ở đây là ai? Chính là Phật. Vì Phật là người nói pháp. Mà ngày nay á, các Phật là người nói pháp, người nói pháp, mà xưa kia các vị tỳ kheo đại chúng gặp được Phật, nghe được Phật nói, cho nên các vị hoan hỷ. Ngày nay chúng ta xa Phật thì chúng ta được gặp những vị mà người ta phát tâm trùng tuyên lời Phật dạy cho mình nghe, cái đó cũng là ngộ nhân hoan hỷ. Ngộ nhân hoan hỷ là gặp được người nói hoan hỷ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa phải vui mà mới nói được. Ngày hôm qua là Pháp Hòa giảng ở New Mexico, mà ngày hôm qua đó là ba thời giảng. New Mexico có Việt Nam không? Dạ có chứ. Không có, qua giảng với mẹ hả? I wish I can speak mẹ. Hôm qua Pháp Hòa giảng ở bên New Mexico do một cái tu viện tên là Tu viện Tuyết Sơn tổ chức một ngày tu học. Quý vị biết ở New Mexico là thành phố gì, Albuquerque gì đó. Bên đó là 7 ngôi chùa. Một cái thành phố đó mà người Việt không bao nhiêu mà 7 chùa. Thì tổ chức một ngày tu học như vậy thì Phật tử địa phương cũng như các vùng lân cận về, mà Pháp Hòa giảng 3 buổi. Mỗi một buổi là 2 tiếng. Buổi ngày hôm qua cuối cùng là từ 5 giờ rưỡi mà giảng tới 7 rưỡi. Thì mấy Phật tử nói giờ thầy giảng tới 9 giờ cũng có người tới nữa. Nhưng mà 3 buổi hợp đồng có nhiêu đó thôi. Mình về mướn cái ho, và ho là phải trả ho lúc 8 giờ. Thì 7 giờ rưỡi là mình phải ngừng. Thì khi nói như vậy nghĩa là có nhiều khi một ngày mình phải nói tới bao nhiêu thời gian đó. Pháp Hòa đi giảng ở xa đó, thường thường mà một cái cuối tuần đó, ngày Chủ nhật là người ta quý lắm. Cho nên là 5 đạo tràng, 5 chùa giảng từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Liên tục hết chùa này tới chùa kia mà phải đi giảng xong ra xe đi tới chùa khác mà giảng 5 chùa như vậy. Mà năng lượng vẫn đầy đủ. Một lần 2 tiếng. Nghĩa là sao? Nghĩa là người nói phải sanh tâm hoan hỷ nói, cái đó gọi là nhạo thuyết. Nhạo là gì? Nhạo là thích. Cho nên cái người nói pháp á, phải nhạo thuyết. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn người khác tiếp nhận lời nói của mình, tiếp nhận cái lời dạy dỗ của mình, thì mình phải nói bằng cái tâm hoan hỷ. Mình phải nói bằng cái tâm hoan hỷ, mình thích nói. Mà thích nói đây là thích nói lời ái ngữ, lời chân thật, lời diệu pháp. Chứ không phải thích nói chuyện này chuyện kia bắt người ta phải nghe. Mà chữ nhạo thuyết là một trong 4 cái biện tài của một người nói pháp. Đó là thích nói. Mình nói mà nói bằng tâm hoan hỷ, nói bằng cái tâm muốn nói cho người khác hiểu điều mình muốn nói. Mà những lời mình nói là mình mượn ý Phật, lời Phật mình nói, gọi là nhạo thuyết. Và kế đến là người nói, để có được sự hoan hỷ, người nói phải biết nói gì, gọi là nghĩa. Nói cái pháp và nói được cái nghĩa. Nói cái pháp là sao? Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói là xin mời đại chúng ngồi tịnh tâm. Nói cái pháp thiền thôi, là quý vị ngồi hít thở, nhưng không nói cái ý nghĩa tại sao mình phải ngồi tịnh tâm. Hồi nãy Pháp Hòa thưa với quý vị đó, chúng ta lăng xăng suốt ngày rồi, tâm mình đủ thứ chuyện tạp hết á, mình cần phải ngồi yên để lắng tâm, cần phải trở về để nhận diện hơi thở của mình. Bởi vì cuộc sống của mình á, đa phần mình cho gì, sự nghiệp là quan trọng, làm ăn là quan trọng, gia đình là quan trọng, nhưng mình quên một cái quan trọng mà nó rất nhỏ, đó là hơi thở của mình. Đâu có ai nghĩ tới hơi thở đâu, nhưng mà người ta đâu ai nghĩ tới hơi thở mà người ta lại quên rằng hơi thở rất quan trọng. Tại vì chỉ cần ngưng thở thì không còn gì hết.
Mình muốn có tất cả thì mình phải biết chăm sóc cái mà nó giữ hết tất cả, đó là hơi thở của mình. Cho ngày xưa các vị tổ hay nhắc mình đó, nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào cái vô thường nó đến với mình á, vô thường là gì? Sự chết nó đến với mình, cái thay đổi, cái bệnh tật nó đến với mình. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Lúc đó mình mới hay rằng lâu nay mình đang đi trong một giấc mộng. Mộng hết. Sống mộng, thương mộng, cái gì cũng là tạm. Mình ban đêm mà ngủ đó là tiểu mộng, còn cuộc sống hiện tại chúng ta đang lây là một đại mộng. Quý vị nhìn kỹ có phải đại mộng không? Thoáng cái 40 năm rồi, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, đủ kiểu thay đổi mà tâm tánh không đổi thay. Kỳ cục vẫn kỳ ra nguyên cục, mà không chừng càng lâu năm thì cục nào cục nấy chịu nổi luôn. Có phải vậy không? Cái gì cũng đổi thay mà tâm chưa hề thay đổi. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Một sáng nào vô thường thay đổi nó đến với mình, lúc đó mới hay rằng xưa nay mình đang đi trong một giấc mộng. Như vậy thì mình nói được cái pháp, mà mình nói được cái nghĩa gọi là pháp biện tài, nghĩa biện tài. Kế đến là có gì nữa? Từ biện tài. Từ biện tài là gì? Là từ ngữ, có khả năng dùng được những từ ngữ. Ví dụ mình ở nước Mỹ, mình biết một vài tiếng Anh để nói cho người khác hiểu. Hồi nãy có hai em nhỏ nó muốn biết quy y là gì mà thời gian đâu có, thì Pháp Hòa lại nói với mấy em tiếng Anh chút thôi, vài phút thôi. Nó vui liền, là tại vì nó biết nãy giờ mình muốn nói gì với nó. Nhưng mà đâu nói gì đâu, hẹn thôi. I will talk to you later. Nhưng mà nó ít nhất nó cũng biết là thầy có một cái appointment với mình, thầy giải thích cái gì đó cho mình hiểu. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mình muốn nói cho người khác lắm, nhưng mà mình chưa học được cái cách nói. Thì trong Phật Pháp chỉ cho chúng ta, ví dụ như người mình hồi nhỏ, con không được làm cái này, cái này là pháp nè, nhưng mà không nói cho nó cái nghĩa. Tại sao? Tại sao? Ví dụ như mình nói con không được đọc sách ban đêm, mình nói vậy thôi mà ông nói mình phải nói cho nó biết luôn, tại vì tối con tắt đèn con đọc sách con dễ bị hư mắt. Nói cho nó nghe tại sao không, giảng được cái nghĩa cho nó thì nó sẽ hiểu mình muốn nói gì và lý do nào nó không làm điều đó. Cho nên thưa đại chúng, trong năm giới mà mình thọ đó, không sát sanh, mà xưa giờ đi thọ giới là nghe câu đó thôi, nghĩa là không được tự giết, cố giết gì đó, tự giết rồi xúi người giết, thấy người giết mà vui. Bây giờ mình nói nè, trong cái lễ truyền giới mình phải nói rõ luôn. Không sát sinh nghĩa là ý thức được khổ đau do sự giết chóc gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Mình nói cho người ta hiểu cái giới tử, người ta hiểu là tại sao tôi nhận cái giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, nghĩa là ý thức được khổ đau không công bằng trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, không tán thành khuyến khích mọi sự trộm cắp, và con nguyện khuyên bảo người khác để họ không làm giàu tích trữ trên sự đau khổ của người khác. Thì người Phật tử thấy điều cái điều tích cực, tại sao mình phải thọ giới? Thưa đại chúng, mình đạo Phật là dạy cho mình một đời sống tích cực chứ không có tiêu cực. Mà tích cực cụ thể nhất, thiết thực nhất là chúng ta giữ năm giới, thể hiện được cái tinh thần của người Phật tử
bằng cách là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không làm mất hạnh phúc của gia đình người khác, không nói những lời để người khác phải đau khổ vì lời nói của mình. Đối với bản thân không rượu chè cờ bạc, vì chính rượu chè cờ bạc, xì ke ma túy là cái nhân hại mình, và là cũng là cái nhân để tác hại cho người khác. Đó là mình nói được cái pháp, mình nói được cái nghĩa. Ví dụ nếu Phật tử khi lại Phật chắp tay trang nghiêm ngay ngực, nói được cái pháp, nói được cái nghĩa luôn. Mười ngón tay hiệp lại là tượng trưng cho hiệp tâm, nhất tâm. Mười ngón tay giờ hợp lại thành một cho nên gọi là nhất tâm. Mà quý vị thường tụng là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ cũng nghĩa là nhất tâm đảnh lễ, hay là hết lòng đảnh lễ. Đây là mười ngón nó đang ở bên ngoài, hiệp mười cái đó thành một, nhất tâm, không có tâm khác. Bây giờ con chỉ còn một tâm hướng Phật thôi, bằng tất cả tâm hành. Cho nên mình nói cho người khác nghe, mình nói được cho cái pháp mà mình nói được cái nghĩa, gọi là nghĩa biện tài hay là pháp biện tài. Tại sao mình ngồi thiền mình phải giữ lưng thẳng? Vì khi lưng mình có thẳng thì hơi thở mình nó mới thông, và ngồi không bị buồn ngủ, và ngồi đúng phương pháp ngồi không bệnh tật. Ngồi không đúng pháp ngồi có thể thêm bệnh, và dễ sanh ngủ gật, và không được cái sự định tĩnh. Tại sao phải ngồi thiền niệm Phật? Để đưa cái tâm mình trở về sự an tịnh. Vì con người mà tâm mà có tịnh thì trí nó mới sáng, hiểu biết nó mới thông. Người mà lăng xăng thì không có gì nhớ hết á. Phong là ví dụ hôm nào quý vị mất chìa khóa thì lăng xăng đi tìm càng không nhớ để đâu. Ngồi yên lại, định hồn trở lại, định thần trở lại, rồi nhớ coi. Mình nhớ coi á, khi mình bước vô đây mình đã để chìa khóa đâu, mình ôn lại cả quá trình, nhớ lại liền chìa khóa nằm đó. Thật ra cái chuyện là mình muốn biết được cái đó thì chỉ cần định được cái tâm, không có gì khó. Cho nhiều vị mới nói sao học kinh học hoài không thuộc. Tại vì học với tivi lấy gì thuộc. Mở phim Tàu Hoàng Châu Cát Cát lên là ngồi Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát, Cát Cát nói trọng cười hễ hạ mà không nhớ này cười nói gì. Ăn cơm mà sao không biết ngon, mà ăn cơm với Facebook, ăn cơm với tivi, ăn cơm với cái phone thì cơm đâu còn biết ngon gì nữa. Tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Tâm mà không an rồi đó, ăn không biết vị hương gì hết nữa. Tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Tâm bất tại yên, kiến như bất kiến, thấy mà như không thấy. Cho người nào bị ma nhập, không phải dễ ma nào cũng nhập, nhưng mà sở dĩ ma mà nhập vô được mình là tại vì cái thân này bỏ ngỏ, không có biết, không có biết định tâm để cái thứ. Ví dụ mở cửa này ra là gió lòn vào, rác rưới nó bay vào, còn đóng bít cửa lại rác nào vô được. Tâm mình mà bỏ ngỏ thì ác pháp nó xen vào, còn tâm mình mà đóng kín bởi cái niềm tin chân chánh của mình thì không pháp tà nào xen vô được hết. Chứ tại sao mỗi ngày mình tụng kinh? Tụng kinh để mình minh Phật chi lý, lấy giáo pháp đó làm những cánh cửa đóng các căn của mình. Những tà pháp nó không xen vô, nó làm cho tâm hồn mình bấn loạn được. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi tụng kinh vậy đó, mấy chục năm nay trì chú đại bi ngon lành vậy, tự nhiên có ai tới nói trời ơi tại sao trì chú, trì chú đại bi, trì riết cái chú đại bi làm cho mình khu khờ, nó hèn chi lâu nay xuống nhớ vậy trên. Bị người ta gọi là gì, người ta bố mình, người ta khủng hoảng mình. Làm gì có chuyện mà tụng kinh Phật mà khùng mà điên. Chứ gì mà nó đừng ngồi thiền nghe. Pháp Hòa không có binh pháp nào hết á. Pháp Hòa là hòa với các pháp, và không có binh pháp thiện, binh pháp tịnh gì hết đó. Pháp nào cũng là pháp của Phật, pháp nào cũng là thuốc để mình uống trị lành bệnh của mình. Cho nên
đang ngồi niệm Phật, người khác nói mình cũng bị phân tâm. Cho nhiều lắm, Phật tử gửi thơ về cho quá rất là nhiều. Con đang thờ Phật Thích Ca mà Phật có duỗi cánh tay xuống vậy, ta nói hèn chi lúc này con làm ăn không lên. Bị gì? Mẫu lúi. Mụ xỉn. Mình bị cái pháp mà mình thờ Phật mình không nắm được, cái là pháp khác ta xem vô. Cho nên mình làm cái gì mình phải nắm được cái pháp, mình nắm được cái nghĩa thì không ai làm gì được mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hoan hỷ, thứ nhất là người nói hoan hỷ. Đây, mình là người nói, hoặc thí dụ quý thầy nói pháp, quý thầy nói pháp, quý thầy cũng nói bằng tâm hoan hỷ. Mà tâm hoan hỷ này nó sanh từ đâu? Nó sanh từ cái tâm nhạo thuyết. Cái này trong Phật giáo gọi là tứ biện tài: pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Từ biện tài là gì? Là từ ngữ địa phương mình biết. Hồi đó Pháp Hòa ít qua Mỹ thì không biết. Qua Mỹ mà qua vùng Cali Pháp Hòa hay nghe. Hôm nay có hai anh xì vô, mình bây giờ mới biết là xì là Mexico. Mexican. Còn ở bên quý vị mà qua Canada thì quý vị sẽ nghe hôm nay có da đỏ. Vì bên Canada không có mễ, Canada có người native, người da đỏ. Mà ở bên Canada, xứ Canada, người ta không gọi người ngoại quốc bằng người ngoại quốc hay là người Mỹ, ta kêu là người Tây. Bất cứ ai mà vô chùa mà không phải người Việt là kêu Tây hết á. Thì mình đến mỗi nơi mình học được cái cách địa phương họ nói. Cái đó là từ vô ngại, từ ngữ vô ngại. Vậy thì thứ nhất là người nói phải hoan hỷ, gọi là ngộ nhân hoan hỷ. Mình gặp được cái người nói pháp hoan hỷ. Mà người nói pháp hoan hỷ mà nghe hoan hỷ không? Nghe cũng hoan hỷ. Ví dụ mình tới mình hỏi chị, em không biết nấu xôi sao cho ngon, chị nấu ngon quá chị chỉ em. Ta mà vui vẻ ta chỉ, ta nói đầy đủ, ta nói chi tiết. Thôi khó lắm đừng học. Muốn ăn nói tôi nấu cho. Nói vậy là biết gì rồi phải không? Nó giấu nghề. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, nếu mà cái người ta chỉ cho mình mà người ta hoan hỷ là tự nhiên mình nghe mình cũng hoan hỷ. Và đôi khi mình hỏi mà người ta quá miễn cưỡng, người ta phải chỉ cho mình, thì mình nghe cũng không hoan hỷ lắm. Tại vì mình biết là khi họ nói mình nghe không hoan hỷ. Cho nên mình là một người cha mẹ nói cho con nghe cũng vậy. Quý vị nên nói cái lời nào để nó nghe mà nó thấu được cái lỗ tai nó. Có nhiều khi trong cuộc sống mình quên cái đó. Mình la rầy người khác nhưng mình cái cách mình nói người ta nghe, người ta không có hoan hỷ. Thì cái người nghe không hoan hỷ thì không tiếp nhận lời của mình nói được. Và không tiếp nhận thì người ta không thể thực hiện. Và người ta không thể thực hiện thì người ta sẽ làm cho mình buồn phiền bực tức và tăng trưởng cái bực tức của mình. Vậy thì muốn ngưng cái sự bực tức của chính mình thì hãy nói ngay từ đầu. Hãy nói những gì người khác nghe cho nó dễ nghe. Nhiều khi mình sống chung với nhau, thí dụ mình nói em ơi em, mình ăn cơm rồi mình phụ chị rửa chén nghe em. Biết ăn mà không biết rửa hả? Thì cũng là câu nói, nhưng mà người khác nghe khó nghe quá. Thật ra là mình nói đúng nhưng mình không nói sai. Mình họ rửa chén, mình nói mình rầy họ là đúng đó. Nhưng mà cái cách rầy của mình đó, nó không làm cho người khác chuyển hóa được. Họ nếu họ ý thức họ đã rửa rồi. Vì họ không ý thức cho nên mình cần phải đánh thức họ. Mà cần đánh thức họ thì mình phải nói những lời nào để cho cái ý thức của họ nó tiếp nhận mình một cách nhẹ nhàng. Chúng sanh can cường thì chư Phật phải có những cái pháp độ chúng sanh can cường. Quý vị nhớ kinh Địa Tạng không? Đức Phật phải nói cái pháp gì cho chúng sanh rõ được pháp khổ, pháp vui. Mà trước khi nói pháp, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra những vừng mây sáng rỡ.
Nhớ không? Như là vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại tán thán. Tại sao? Tại vì mình phải tạo cho người ta cái niềm hoan hỷ trước khi người ta tiếp nhận. Thế gian là vậy. Thưa đại chúng, là bây giờ là mặc dù tổ chức tối nay pháp thoại là chính không, nhưng mà mình tới nơi mà thấy ghế không có, gì cũng có hết trơn, thì tăng làm sao? Tự nhiên mình cũng cảm thấy là ủa, có thật lòng tổ chức không? Còn mình bước vô thấy có ghế sẵn nè, rồi người ta chuẩn bị thức ăn nữa nè. Vậy là nghĩa là người ta có một sự chuẩn bị tiếp đón mình. Mà mình tới đây mình nghe pháp để có được thức ăn cho tâm linh, rồi lát nữa ra có một chén cháo để mà bổ dưỡng cái thân. Hoan hỷ không? Hoan hỷ quá, về khen. Vạn hạnh, đúng là vạn hạnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên người ta trước khi mà người ta tổ chức xong buổi lễ gì, ta lên ta nói: hôm nay trong sự tiếp rước của gia đình, nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị vui lòng tha thứ. Tiếp rước à? Rước tôi vô phải tiếp đãi. Cho nên trong cái từ Phật học cũng vậy. Mình gửi cái thơ tới mời thầy đó tới giảng pháp về tụng kinh gì, là con xin thỉnh thầy, thầy tới xin nghinh đón. Thỉnh là mời, tới là đón. Không là nói ví dụ gì, trong thì trong cái lời của chúng ta cũng vậy. Gia đình chúng tôi sẽ làm lễ đám cưới cho con tôi gì đó, xin mời. Mình xài tiếng Việt mời. Thì anh chị mà đến rồi thì tiếp rước, phải rước người ta vô rồi tiếp đại. Cho nên người nghe, mà trước hết muốn người ta nghe người nói phải hoan hỷ, gọi là ngộ nhân hoan hỷ. Mình sẽ hoan hỷ lắm nếu mình gặp một người ta nói bằng tâm tư của người ta, ta nói bằng trái tim người ta, nói bằng tấm lòng của người ta. Thật sự là chúng người nói bằng tấm lòng á, nhiều khi từ ngữ nó không hoa mỹ, nhưng đủ để mọi người tiếp nhận, đủ để mọi người hiểu và chuyển hóa để thay đổi. Người Việt mình qua nước Mỹ học tiếng Mỹ đâu bao nhiêu đâu, mà đi làm Mỹ biết hết, Mỹ hiểu hết á. Tại vì mình quơ quơ là hiểu mình hết rồi. Nhiều khi mình nói tiếng Việt mình ráp á, mình ráp đủ kiểu vô họ cũng hiểu mình muốn nói gì nữa. Mình nói tiếng Anh, I speak tiếng Đức very ugly tiger. Tôi xấu hổ quá, họ hiểu ở trên. Xấu hổ là ugly tiger. Như vậy hai cái này nó đi chung với nhau: ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ. Chữ văn là nghe. Mình nghe là mình phải lắng. Cho nên tiếng Việt mình nói rất rõ: lắng nghe. Không có lắng nghe không được. Ví dụ nãy giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa không biết ở phía sau loa nó đủ không, cho nên ráng dặn gân nói một chút. Nhưng mà nếu mà đại chúng chịu khó ủng hộ bằng cách là đừng làm ồn, đừng nói chuyện riêng, đi tiếng dép cho nhẹ nhàng, nhấc cái ghế lên cho cẩn thận, mình ủng hộ cho cái lắng bằng hoàn cảnh, bằng xung quanh, mọi người nghe kỹ, nghe rõ. Cho nên lắng nghe. Thường thường mình nghe cái gì mà không lắng là nghe không có rõ đâu, nghe là dễ hiểu lầm lắm. Cho nên trong cuộc sống này một phần hiểu lầm là do thiếu sự lắng nghe. Nghe thì có mà lắng thì không bao nhiêu. Vì vậy cho nên nghe không kỹ và nghe không rõ. Ví dụ nghe A Nan hồi xưa Phật mà sắp nhập Niết Bàn, Phật nói: này A Nan, trong giới luật của tôi sau này có một số điều nên giữ, một số điều nên bỏ. Ngã đang nghe thôi, rồi lo ngồi khóc suốt vậy đó. Đến cho khi Phật mất rồi, quý thầy hỏi: bữa hôm tôi nghe Phật nói là số bỏ số giữ, vậy thầy có hỏi nào giữ nào bỏ không? Ngã đang nói: dạ em lo khóc không em quên. Và bây giờ trong giới luật không ai dám bỏ câu nào hết.
không ai dám bỏ câu nào hết, bởi vì Phật nói mà Phật không có, Ngài A Nan không hỏi tiếp. Và bạch Đức Thế Tôn, thế thì cái gì bỏ và cái gì giữ? Là khóc không. Vậy là Ngài A Nan cũng thế. Và tất cả chúng ta trong cuộc sống này, đôi nhiều cái chúng ta hiểu lầm nhau là do chúng ta nghe không có kỹ. Chúng ta nghe không kỹ cho nên dễ sanh hiểu lầm. Có một bác kia, bác tới chùa, các thầy mới hỏi bác năm nay bao nhiêu niên kỷ. Bà già ngước lên nói bộ con xấu lắm sao thầy nói giống con quỷ. Ai biểu thầy xài hán chi. Phải chi thầy tới năm bác năm nay bao nhiêu tuổi. Còn xài tiếng hán bác năm nay bao nhiêu niên kỷ. Còn bà gặp bà già lãng tai nữa. Cho nên trong Phật Pháp á, hai cái chữ đốn ngộ là vậy đó. Pháp Hòa ví dụ nãy giờ đại chúng ngồi đây á, quý vị nghe rõ, cho nên Pháp Hòa nói đâu quý vị nghe tiếp nhận, nghe tiếp nhận hết. Cái này là đốn. Nhưng mà có ông bác kia, bác ngồi, bác thấy người ta cười, bác cũng cười, mà bác không nghe gì hết á, tại bác lãng tai. Nhưng mà nếu một người lãng tai mà mình nói với quý vị đó, mình phải nói làm sao? Nói nhanh hay nói chậm? Nói chậm mà phải nói rõ nữa. Thì trường hợp đó gọi là tiệm. Cho nên trong Phật Pháp tu hành là đốn ngộ tiệm tu, hay là đốn ngộ đốn tu, tiệm ngộ tiệm tu. Đốn là nhanh chóng, tiệm là từ từ. Người nghe mình rõ ràng thì người ta đốn. Người nói Pháp cũng phải thế. Có những người người ta đốn, mình nói theo đốn. Những người ta tiệm, mình nói theo tiệm. Như trường hợp hai cái cách nghe, cái người ta rõ lỗ tai thì người ta nghe tới đâu ta hiểu tới đó, mình nói không cần phải nói chậm, không cần phải nói rõ. Nhưng với một người cái thính giác họ yếu thì mình phải nói chậm và nói rõ để cho từng nghe tới rõ. Cho nên á, cái lời tụng kinh thỉnh vong mà thỉnh hương linh về đây thính pháp văn kinh, lời kinh và lời pháp các vị phải lắng nghe, quý vị mới thấm thấu được. Có nhiều khi một cái người mà ta đang khổ, ta đang khóc vậy đó, mình lợi mình nói rỉ rả bên tai ta lo ta khóc không, nhiều khi tiếng khóc ta áp luôn cả lời khuyên mình nữa. Thôi mình để cho họ lắng xuống nè. Họ lắng xuống lúc đó mình nói, người ta mới nghe được. Cho nên thường thường quý vị nhớ là ở trong một cái đàn truyền giới, khi đang truyền giới cho các vị giới tử, mọi người xung quanh không được làm ồn. Vì làm ồn là bị phân tâm cho giới tử. Họ nghe pháp không có, họ nghe cái giới không rõ ràng, họ tiếp nhận giới không rõ ràng thì chưa thể gọi là giới thể tiếp nhận trọn vẹn. Có những cái trường hợp đắc giới á, gọi là vô tướng, vô tướng đắc giới. Họ chưa vô giới trường, họ chưa vô cái đàn truyền giới mà họ đã đắc giới trong vô tướng, trong vô hình. Tại sao vậy? Vì cái tâm cầu giới quá tha thiết. Ví dụ như mình lâu quá, mình mong mình bảo lãnh mẹ sang Mỹ chơi, lâu quá chưa gặp mẹ, mà bây giờ máy bay mẹ vừa đáp xuống, mình nhìn lên cái bảng mình thấy chuyến bay đáp xuống rồi, mẹ chưa ra tới, mà trong này, trong đứng ngoài này mình chờ mẹ, mà lòng mình hồi hộp nôn nao vui mừng, mà những giọt nước mắt nó đã khóc. Vô tướng, mình gặp mẹ trong vô tướng rồi. Một lát mẹ ra là mình sẽ ôm mẹ mình khóc, nhưng mà mình tưởng tượng được bước chân mẹ ra tới cửa, mình được gặp mẹ sau bao nhiêu năm trời xa cách. Ai chưa về Việt Nam lần nào, Pháp Hòa nghĩ rằng lần đầu tiên bước xuống phi trường mà trở về, bước vô căn nhà mà mấy chục năm mình ở, Hòa nghĩ là quý vị sẽ khóc. Hoặc là trên đường về nhà, cái tâm tư của mình nó hồi hộp, nó nôn nao được gặp lại cái nhà xưa của mình. Vô tướng.
Cho nên mình thọ giới đó, nhiều khi mình chưa được tiếp nhận giới, nhưng mình nghĩ tới thầy, vị thầy mà mình đang mong mỏi, mình đang thương quý, hôm nay được thầy làm lễ truyền giới cho mình, tâm tư mình, cảm xúc mình đã vô tướng đắc giới. Và mình muốn cho người khác được cái sự thanh tịnh đó, mình phải lắng nghe, mình phải giữ cho cái đạo tràng thật yên tĩnh. Cho nên cái câu mà nói giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, nhiều khi nói vậy thôi nhưng mà thiệt sự chưa thanh tịnh, chưa trang nghiêm. Cho nên để giúp cho mọi người thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta lắng nghe, chúng ta tập mỗi người gìn giữ thúc liễm để cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ. Mà mình nghe rõ thì mình sẽ làm đúng. Nghe rõ sẽ làm đúng. Và bữa đó đi lên cúng cơm, cúng linh á, thì quý thầy mới nói đạo hữu con trai lớn lên xới cơm, gắp cơm mà cúng dường má. Ổng nghe không kỹ, ổng đứng dậy ổng bưng chén cơm là ổng đút vô cái xác á. Thì quý vị thấy không? Thì bây giờ mình nếu mà nghe kỹ thì mình sẽ làm khác được. Cho nên trong cuộc sống này những cái sự hiểu lầm là do chúng ta nghe không kỹ. Và khi chúng ta nghe pháp á, mình nghe bằng âm thanh và nghe luôn cả giáo pháp. Cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe tiếng, nghe luôn ý nghĩa của cái lời đó, gọi là nghe mà nghe. Còn trường hợp mình nghe tiếng mà không nhận được cái pháp, gọi là nghe mà không nghe. Nghĩa là chỉ nghe được cái tiếng của vị đó nói, nhưng mình không nhận được cái nghĩa lý vị đó muốn nói gì, thì cái đó trường hợp đó gọi là nghe mà không nghe. Còn trường hợp nghe tiếng vị đó nói mà nghe luôn cả cái nghĩa người đó nói, hiểu rất tường tận, đó gọi là nghe mà nghe. Có trường hợp thứ ba là không nghe mà không nghe, nghĩa là mình ngủ thẳng cẳng. Nhiều khi thầy nói êm quá không, cho là bắt đầu mình liêm diêm, mình nhập định. Và sau đó mình giật mình, ủa hồi hướng rồi hả? Rồi khi mình nghe rõ rồi thì mình sẽ thực hiện, thì cái đó gọi là gì? Đắc quả hoan hỷ. Đây là trường hợp á. Có những vị người ta nghe xong người ta thực hiện, và người ta thấy rất là có kết quả. Ngày hôm qua Pháp Hòa được bà cụ 75 tuổi viết cho một lá thơ. Hồi trước kia con hay chấp lắm, nếu mà con nói mà con cháu không nghe là con buồn tủi lắm. Mà kể từ khi nghe thầy băng giảng của thầy rồi là con buông xả và con không còn chấp trước như vậy nữa. Đó, cái vị đó gọi là gì? Đắc quả đó. Nghĩa là nghe rồi thực hiện, thực hiện mình mới thấy được cái kết quả và chúng ta sanh vui. Quý vị học học làm học nấu ăn á, mà nấu thành công là vui. Mình học kinh mà mình thuộc kinh là mình sẽ vui. Mình học thỉnh chuông mõ mà mình biết thỉnh chuông mõ rồi mình sẽ vui. Mình học xếp áo tràng và bây giờ mình xếp cái áo tràng rất là đẹp, rất là ngay ngắn, rất là gọn gàng, không lộn thượng nữa, mình sẽ rất vui. Mình học những cái nghi lễ trong chùa và hôm nay mình làm được, mình sẽ rất vui. Cho nên việc gì mình làm được mình sẽ vui, gọi là đắc quả hoan hỷ. Thường thường á, trước khi mà lên pháp thoại á, là Pháp Hòa xá Phật xá Tổ, và trong thâm tâm Pháp Hòa là cầu nguyện Tam Bảo chư Tổ gia hộ cho con có đủ cái năng lực để con chuyển những cái lời Phật Tổ dạy đến cho đại chúng, vì con biết khả năng của con không có, và con chỉ nương nhờ oai lực của Tam Bảo. Thì khi nào mà một buổi pháp thoại đó nói xong mà Pháp Hòa thấy rằng mình đã truyền đạt được những gì mình muốn và những hết ý tứ một phần lớn của giáo nghĩa, Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa rất là vui. Dù có mệt cỡ nào đi nữa nhưng mình đã hài lòng với cái buổi nói chuyện của mình, Pháp Hòa vui lắm.
Cho nên khi nào mà cái người nói mà người ta phấn khởi, người ta nói là tùy vào thính chúng đã đến nghe pháp và đã trợ duyên cho cái buổi pháp thoại bằng cách nào. Cho nên đại chúng nhớ là không phải riêng cho Pháp Hòa mà tất cả các buổi pháp thoại của quý tôn đức, việc làm đầu tiên của chúng ta là phải tắt phone và không nên nghe phone trong buổi pháp thoại. Có nhiều khi mình nghe phone xong mình còn bắt luôn nữa. Alo, tôi đang nghe pháp, bà tới chưa? Thì mình sẽ làm dao động. Và mình đi tới đi lui cũng làm người khác, người ta mất sự chú ý. Cho nên có một lần đó, có một cái vị đó viết tờ giấy lên mép với thầy á, xin thầy nói ban tổ chức cắt bớt người chụp hình. Đi tới đi lui lãng giảng trước mặt con nghe được gì. Bảo Hòa nói cái này em chưa mặc áo giáp. Cho nên là cái đắc quả nghĩa là mình thành tựu được những gì mình học, mình nghe và mình thực tập. Quý vị không thể nào có niềm tin chánh tín sâu hơn nếu như sự tu tập của mình không có đầy đủ. Nếu mình chỉ nghe pháp mà mình không thực hành thì mình không thể nào mình vui được với những cái gì mình thành tựu được. Ví dụ mình học thỉnh chuông mà về nhà mà không bao giờ mình thỉnh đó, thì tới hồi hữu sự gọi mình lên thỉnh thì cái tiếng chuông mình nó không đều, nó không hay. Còn ở nhà mình thường thỉnh thì tới khi chùa cần gọi mình lên, mình cầm cái dùi chuông mình thỉnh tiếng chuông không sợ hãi. Và cái tiếng chuông mà sợ hãi ngại ngùng đó, nó phát ra đó, người ta hiểu được là mình, tiếng chuông của mình chưa đủ tự tin. Mình chưa đủ tự tin đến cái tiếng chuông của mình. Cái người thỉnh mỏ ta nghe ta cũng biết luôn. Cái người mà cái vị nào mà tụng kinh mà rành rỏi rồi đó, nghe tiếng mỏ tiếng chuông là biết người thỉnh mỏ thỉnh chuông chưa tự tin với tiếng mỏ của mình. Nhiều khi nó chỉ chậm như một giây thôi, rớt phần nửa nhịp thôi là nó cũng vô nhịp nữa. Thật ra cái người thỉnh mỏ cũng rất quan trọng. Vì thỉnh mỏ như thế nào để mà người ta tụng kinh mà người ta nhịp nhàng được tiếng mỏ, tụng mà nó phát ra được cái âm ba trầm hùng làm cho người khác nghe kinh thì người ta lắng tâm. Cho nên cái vị mà truyền giới sư, các thầy mà truyền giới đó cũng phải nói cho rõ ràng âm thanh để cho giới tử nghe cho rõ cái giới đó là cái gì, để cho người ta thấu hiểu. Cho nên nó phối hợp rất là nhiều thứ. Thì tóm lại, trong kinh đưa ra những cái sự hoan hỷ mà Pháp Hòa thưa với đại chúng đó. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, và sự chứng nhận, chứng được cái sự tu tập một cách hoan hỷ. Nếu mà mình làm cha làm mẹ mà mình thấy con mình đó, nó nghe lời mình, nó làm những cái điều mình dạy vui lắm. Mình sẽ rất là vui khi thấy. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ở trong chùa, Pháp Hòa những cái buổi lễ bình thường để cho các thầy đệ tử nhỏ ra làm lễ, thỉnh thoảng Pháp Hòa sướng những cái bài kệ bằng chữ Hán mà Pháp Hòa chưa dạy mấy thầy bao giờ. Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa lại nghe mấy thầy lập cái bài kệ đó, Pháp Hòa rất là vui. Vì mình biết rằng trong khi mình tụng cái bài đó, đệ tử mình có lắng nghe và đã học cái bài kệ đó và đã sướng cái bài kệ đó, mình biết rằng đệ tử mình có nghe những gì mình hướng dẫn một cách gián tiếp. Vậy là các thầy mà lâu lâu lên làm lễ mà nghe sướng mấy cái bài chữ Hán mà qua thỉnh thoảng qua sướng, các thầy ở ngoài đó sướng mà mình trong này trong lòng mình sung sướng. Tại vì mình biết rằng những gì mình nói ra đệ tử mình có tiếp nhận, không trực tiếp nhưng mà bằng sự gián tiếp. Có một đệ tử nhắn gửi cho Hòa một cái lá thơ nhỏ: con cảm ơn sư phụ,
Đôi lúc tụi con làm sai, sư phụ thấy và sư phụ không nói trực tiếp, nhưng mà sư phụ đã đem cái đó ra để hướng dẫn chung cho đại chúng, và con đã tiếp nhận được. Cho nên nếu mà người đệ tử có cái sự, vì sao? Vì khi mình nói mình không có bằng cái tâm ghét. Tôi ghét đứa đệ tử đó, tôi phải mang nó ra, tôi hành quyết nó giữa đại chúng vậy. Thì cái lời nói đó không phải là lời nói của pháp sư, không phải lời nói của giảng sư, không phải là lời nói của cái người thầy muốn hướng dẫn. Cho nên ngay cả một người thầy mà muốn dạy cho đệ tử, mà nếu dạy bằng không bằng cái tâm từ của mình, không bằng cái tâm thương yêu của mình, thì lời nói đó đệ tử cũng không tiếp nhận được. Có nhiều khi mình la rầy rất nặng, nhưng đệ tử rất hạnh phúc được tiếp nhận lời. Vì sao? Vì thật sự mình đã xuất phát từ một trái tim thương yêu của mình. Cho quý vị thấy, có nhiều khi có nhiều người á, mình gần chơi nói chuyện chung, mình nói họ lời nói mà mình nói họ nghe hết á, tại vì họ nhận được lời nói đó từ cái lòng từ của mình, chứ không phải là từ sự ghét bỏ. Cho nên ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ và chứng quả hoan hỷ. Và đó chính là ba sự hoan hỷ mà đoạn cuối của mỗi bài kinh đó, các vị đệ tử hoan hỷ phụng hành. Ở đây muốn định nghĩa chữ hoan hỷ cuối của bài kinh đó. Và không có gì hạnh phúc hơn là cuối một lời dạy chỉ cần nghe hai chữ hoan hỷ phụng hành. Và chư tổ đã định nghĩa chữ hoan hỷ của cuối bài kinh đó bằng ba cái nghĩa: người nói, người nghe và sự thành tựu, đủ được để nói tới cái hoan hỷ phụng hành. Cuộc sống của chúng ta, ví dụ như chị ơi, chị hoan hỷ lấy giùm em cái thau. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, lấy cái thau hoan hỷ. Ê, lấy giùm tôi cái thau coi. Thì chị kia, mình nói không hoan hỷ phải không? Người kia cũng sẽ nghe không hoan hỷ. Tôi làm gì mà tên ê? Mà tôi vô đây tôi không quả cho tôi làm mọi bà, sao mà sai tôi dữ vậy? Nghe không hoan hỷ phải không? Dẫn đi lấy cái thau, dẫn cái thau xuống cái bóp nè, quả không hoan hỷ. Vậy thôi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta muốn cái kết quả nó hoan hỷ thì hãy nói hoan hỷ, để người nghe hoan hỷ, và những gì chúng ta muốn thực hiện sẽ hoan hỷ. Một ngôi chùa rất cần sự hoan hỷ như thế. Tại vì tất cả chúng ta đến đây chỉ là bằng tất cả tâm của mình cho Tam Bảo, thì chúng ta đến bằng hoan hỷ, chia sẻ với nhau trong hoan hỷ, và người tiếp nhận lời nói của nhau trong hoan hỷ, để ngôi chùa được thành tựu trong sự hoan hỷ. Vợ chồng cũng vậy thôi à. Vợ chồng mà đừng có nghĩ là người đó là vợ tôi muốn nói gì nói. Dạ không. Người đó là chồng tôi muốn nói. Dạ không. Chính vì là chồng là vợ, cho nên sự nói với nhau lại phải càng cẩn thận hơn. Vì ngay từ đầu chúng ta đã nhận rồi mà, tương kính như tân, kính trọng nhau như người khách, người bạn, thì không có lý do gì chúng ta nói những lời xúc phạm. Nhất là không nên xúc phạm đến gia đình cha mẹ của hai bên. Nếu hai bên có lỡ những cái buồn phiền gì với nhau, không nên lôi dòng tộc cha mẹ ra, hai bên ra chửi bới. Nói không hoan hỷ, nghe không hoan hỷ, thì cái quả nó không có, nó phát lúc đó rồi nó vui, nhưng mà sau đó cái đau khổ, cái hiềm hận nó lưu ở trong lòng. Thưa đại chúng, mình đó là có một cái tâm nhẫn nại, nhưng mà chúng ta chỉ mới nhẫn mà chúng ta chưa xả bỏ. Cho nên cái đau khổ, cái hiềm hận mà người chồng người vợ đã nói với mình đó, nó lưu lại trong tâm. Gần đây Pháp Hòa có một cái em đó, viết cho một lá thơ: mẹ con, ba con đã đối xử với con rất tệ, hồi nhỏ đánh đập con, chửi bới con, bây giờ lớn lên đó, thì rất là thương con nhận ra hết, nhưng mà con không quên được những lời nói, những hình ảnh mà ngày xưa cha mẹ đối với con. Và bây giờ con cầu cứu thầy làm sao giúp cho con tiêu trừ cái tâm đó.
mỗi lần mẹ con lợi bên con vuốt ve thương con thì con không nhận được cái hiện tại mà con cái quá khứ nó đem về. Rồi con cảm nhận mẹ đang giả bộ, mẹ đang làm bộ, mẹ đang gỡ gạt những gì mẹ đối với con. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó nó rơi trong cái tàn thức của người con đó rồi. Tàn thức là gì? Là cái memory. Và những gì chúng ta đối với nhau nó rơi vào ở trong cái tàn thức đó. Pháp Hòa ví dụ như quý vị chưa gặp Pháp Hòa và quý vị chỉ thấy trên băng, trên dĩa thôi, thì quý vị cũng có trong tàn thức nhưng mà chưa trực diện, chưa tiếp xúc. Và quý vị nghĩ rằng ồ, một lát nữa tôi gặp thầy tôi sẽ vui như thế này, tôi vui thế kia. Xui quá trời, bữa đó gặp biểu nổ một cái rồi nguyên cái hình ảnh nó rớt trong cái tàn thức mình. Và chúng ta bị như vậy nhiều lắm. Cho nên là chúng ta hay thần tượng, thánh thần một bức tượng, ta hồi tượng nó rớt cái gì? Sụp đổ. Thần tượng sụp đổ. Và nghe một câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói với mình rằng mỗi người đều có những cái lò chứa, cái ổ chứa đó, gọi là cái memory, cái storage. Mình không khéo thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái tàn thức, nó không gỡ được. Có một cái em đó đó, nó không nói chuyện được với ba, nó hận ba ghê gớm. Thì lần đó mời Pháp Hòa tới nhà để mà giải hòa cho gia đình. Thì sau khi mà giải hòa rồi là vợ chồng ôm nhau, con cái cha mẹ ôm nhau để mà giải tỏa nội kết. Một tháng sau Pháp Hòa hỏi thăm thì đứa nhỏ nó mới nói: con chưa tiếp nhận được ba, tại vì mỗi lần ba tới ôm con là con cảm tưởng như ba giả bộ, ba miễn cưỡng. Pháp Hòa mới nói: con phải thông cảm cho ba, mười mấy năm trời gây gỗ, bây giờ chỉ mới có một tháng biểu ba ôm con là ba đang ráng làm, nhưng ba chưa có thể làm một cách tự nhiên được. Pháp Hòa vừa nói xong, ông già ông khóc nức nở. Chỉ có thầy nói được đúng cái điểm của con. Tại vì ông biết ông đang gượng gạo, nó cảm nhận được chứ. Nhưng mà mình phải thông cảm, ta gượng gạo. Tại vì cả bao nhiêu năm trời không làm việc đó. Nên là đừng nói vợ chồng mà gây với gỗ với nhau, giận nhau cả tháng mà bữa nào về lợi cũng còn ngại ngại lắm chứ đâu phải bình thường. Mới đầu ông bà từ từ rồi anh em trở lại bình thường chứ. Mà hễ mà lúc mà thương ấy, anh làm này cho em, ta hồi giận nói trỏng thôi, lấy này mình tôi coi cơm tôi nấu rồi đó. Nó khác liền à. Chứ trong cuộc sống mà nếu mà mình cái sự cảm mà nó có rồi là nó thông hết, nó thông được hết. Cảm có mới có thông, gọi là cảm thông. Mà đã thông rồi đó là sẽ cảm, cho nên gọi là thông cảm. Mà trước hết mình phải cảm. Mà muốn cảm phải làm gì? Đặt mình vào người đó, đặt mình vào vị trí của người đó, mình sẽ hiểu được. Quý vị nào mới tới chùa một tuần, hai tuần đầu có ngại ngôn lắm, nhưng mà lâu ngày rồi, đi chùa đó lâu rồi thì mới có được cái sự tự nhiên chứ. Mình mới về nhà chồng phải bản lẻn lắm chứ, làm gì cũng phải thưa gửi chứ. Rồi tới hồi mà quen rồi thì nó khác chứ. Thì ai cũng phải thế thôi. Cho nên đứa nhỏ đó mới nói là ba ôm con thì có, nhưng mà nó nói tiếng Anh đó, I don't see him in it. Tôi bảo nó không, con phải thông cảm, tại vì ba con làm chưa quen việc đó. Tại vì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái câu cuối cùng của mỗi cái lời kinh chúng ta tụng chữ hoan hỷ. Và chư tổ đã định nghĩa hoan hỷ ở cái điểm đó, ở chỗ nào? Chỗ nào gọi là hoan hỷ phụng hành? Thì người nói phải hoan hỷ, người nghe phải hoan hỷ. Và sự chuyển hóa của mình, nó kết quả gọi là chứng, gọi là đắc quả hoan hỷ. Giờ mình qua câu hỏi ha. Đại chúng mệt không? Dạ. I hope so. Bây giờ mình sẽ sinh hoạt và vấn đáp một vài câu hỏi đây ha.
Nếu như câu hỏi không có hết, ngày mai sáng mình còn buổi nữa. Ngày mai sáng coi tới được không? Ngày mai có chương trình đó. Chút xíu nữa sẽ thầy Nguyễn Hiển sẽ thông báo. Thầy phone Pháp Hòa, thầy nói là một buổi tối thứ hai. Xong Pháp Hòa gửi vé máy bay qua, thầy thấy Pháp Hòa đi về lúc 2 giờ cái thầy chen thêm buổi sáng. Rồi bây giờ nếu có câu hỏi đó quý vị cứ giữ đi để ngày mai sáng mình sinh hoạt. Rồi bây giờ xin tiếp tục câu hỏi, xin bắt đầu câu hỏi nha. Mô Phật, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Con đã quy y rồi, bạn con chưa quy y. Con khuyên bạn ấy quy y, bạn nói không quy y, không biết thì tội ít. Còn quy y rồi, phạm tội thì nhiều hơn. Mong thầy giải thích. Câu hỏi hay quá. Không có cái chuyện gọi là không biết thì tội ít, mà biết rồi tội nhiều. Not fair. Rủi ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị chưa quy y nha, nhưng mà trong cái nhận thức bình thường mình biết là mình giết người có tội không? Biết không? Vậy thì bây giờ nếu mình giết người xong nó I don't know. Nói vậy sao được? Anh không biết hay là anh biết gì cũng thế thôi. Anh giết người là phạm tội, và người ta sẽ tùy theo cái cách giết của mình mà người ta định tội mình là first degree, second degree, second murder, first murder gì đó không cần biết. Ở đây á, chúng ta khuyên quy y là như thế này. Chúng ta quy y rồi để chúng ta biết cái gì sai, mà lỡ có phạm chúng ta biết nương tay. Ví dụ hồi xưa mình sư quy y phải không, ai trọng tới mình coi chừng nghe mày. Nhưng mà mình khi mình quy y rồi đó, vừa vô âm mô Phật khác không, hồi nãy vậy mà giờ vậy rồi. Chưa quy y thì là phàm phu tục tử, quy y rồi vẫn phàm phu, nhưng phàm phu Phật tử. Quy y rồi đâu phải chứng thấm chứng quả gì đâu, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi choàn lên người tôi một chiếc áo của Phật tử, tôi biết nương tay. Tôi có làm cái điều đó nhưng mà tôi biết, ví dụ như mình biết nó tội rút lại bớt. Hồi xưa ăn cắp hốt 100%, bây giờ thôi quy y rồi nhả xuống bớt đi. Đó là Pháp Hòa nói là mới bước đầu đó nha, lấy nhưng mà cho người ta xử sống nữa. Cho nên á, Phật rất là tâm lý. Phật nói về nè, người nào giữ được một giới tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ, người nào giữ được bốn giới thì gọi là đa phần cư sĩ, người nào giữ trọn được năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Phật đâu có bắt mình, nhưng mà thưa đại chúng nè, không giết người nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không lường gạt dối trá nè, không rượu chè cờ bạc nè, dù mình chưa thọ giới quy y nhưng mình đã phạm trầm trọng hết năm cái này chưa? Chưa. Thậm chí chưa giết người nè, không trộm cắp, dù không hiểu gì nhưng mình hiểu căn bản, qua xứ này rồi có thiếu thốn gì đâu mà phải ăn cắp, là không bao giờ ăn cắp. Cái thứ hai, một đứa con nít nó lớn lên nó cũng nhận biết giết người là phạm tội cho nên nó không làm. Điều thứ ba, tự mình sẽ hiểu rằng mình đã có gia đình rồi thì không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Cái điều đó tự mình ý thức mình giữ thôi. Cho nên dù quý vị chưa quy y nhưng trên cái căn bản đạo đức của con người mình đã tiếp nhận cái đó và thực hiện. Hôm nay lễ quy y chẳng qua là một cái lễ để chính thức mình phát nguyện, con nguyện giữ gìn năm cái điều này để làm gì? Để bảo hộ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên quy y là một cái pháp tích cực. Chúng ta rất tích cực muốn chuyển hóa mình trở thành một người sống trong đời này mà luôn mang hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội. Chứ đâu phải mình
trở thành một cái tín đồ của một cái đạo giáo, để rồi mình làm thì được phước, không làm có người ai đó trừng phạt mình. Không cần tới Phật trời nào trừng phạt mình đâu. Mình chỉ cần sai quấy những cái điều đó thôi, luật pháp cũng sẽ xử mình. Hay là tự tâm mình dằn vặt khổ đau tự mình. Mà Phật không có bao giờ Phật bắt tội ai đó. Cái chữ tội ở đây không có nghĩa là có ông trời, ông Phật nào bắt. Chữ tội ở đây nghĩa là chúng ta tự biết cái đó sai mà vẫn làm, thì chúng ta khổ não tự thân tâm mình là tội. Đọa là khi tâm mình không còn sống trong vui vẻ nữa, lắng chìm trong đau khổ, đó là đọa. Chứ không có ai mà ngồi đó ghi sổ đọa mình hết. Chữ tội là thế nào là tội? Biết mà cố phạm là tội. Biết không biết mà làm là lỗi. Nhưng mà không, mà nói thật, không có ai. Thí dụ như bây giờ nói mình nâng cấp cái đồ đó, cái bắt được cái, tại vì tôi không biết. Làm sao nói được? Anh không biết, chị không biết, tại sao rình rập mới lấy? Biết sai mới rình chứ. Biết ăn cắp là sai mới rình rập, không có người ngó mới lấy chứ. Cho nên đó, mình quy y rồi thì mình vẫn là phàm phu chứ có gì khác đâu. Nhưng mà phàm phu Phật tử, nghĩa là bây giờ phàm phu này nè, có chất Phật rồi, đang chuyển hóa dần. Cho nên đừng có sợ quy y, mình đã giữ rồi chứ có gì đâu. Thì hôm nay chính thức phát nguyện thôi. Và không thể nói là không quy y lỡ làm không có tội. Nếu quy y rồi làm sẽ tội nặng. Không có đó. Không quy y và quy y gì làm tội vẫn giống nhau. Vì cái gì chúng ta thành nghiệp là tội. Ví dụ nha, Pháp Hòa khởi ý muốn ăn cắp, vì nó có cái vật để Pháp Hòa ăn cắp. Pháp Hòa là nhân ăn cắp, có cái tâm thích ăn cắp. Của cải người ta để cho mình sanh tâm muốn ăn cắp, gọi là duyên ăn cắp. Rồi nghĩ có cách nào ta, để coi có cái túi ni lông nào đây không ha. Kiếm cái cách lấy đó, gọi là cách thức ăn cắp. Gom ba cái đó lại: nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, thành tựu gọi là nghiệp ăn cắp. Còn bây giờ nếu mình có nhân ăn cắp, duyên ăn cắp có, mà phương thức không có, đông người quá ngó, thôi đi. Nghiệp không thành. Dù có thể là khởi ý nghiệp, nhưng thành tựu được cái quả nghiệp đó chưa. Cho nên rất là rõ ràng, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái nhân của tham, của sân, của si hết á. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập để giảm cái duyên, lỡ duyên nó đến chúng ta giảm cái đó. Ví dụ như mình nổi sân mà cái người đó cứ tới nói là mình biết rồi đó, cái người này là nhân nổi sân của mình nè. Thôi tôi bước ra ngoài, tôi không có đứng đây tôi nghe nữa, hồi tôi chịu không được tôi nói lại là mất lòng, bỏ ra ngoài là dứt cắt cái duyên đó. Cái này là đoạn duyên, hay là cái này là cắt duyên. Thật sự trong cuộc sống này, duyên để cho mình lỡ lầm phạm lỗi đó nhiều lắm đó. Quý vị nào mà ghiền cờ bạc, có duyên cờ bạc thiếu gì ở đây nè, mà nó gặp mình nó ngoắc ngoắc vô vậy. Đèn chớp chớp đó, come in come in, mình nghe lời nó mình vô là dai sun. Cho nên biết không biết gì cũng lỗi giống nhau. Thí dụ như bây giờ mình trong năm giới này là rõ ràng á, có thể là mình giữ được 4 rồi đó, còn cái có thể chưa được. Thì 4 cái kia khỏe rồi, giờ còn cái thôi. Thì cái đó ráng chuyển từ từ. Cho nên nói năm mà không có gì cực nhọc hết. Không có gì cực nhọc hết. Và quý vị thấy rằng lá cờ Phật giáo có 5 màu nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 giới đó. Và Đạo Phật muốn đưa 5 cái điều này lên làm nền tảng xây dựng hạnh phúc cho con người, xã hội. Ngày nào con người còn, xã hội loài người còn, ngày đó 5 giới này vẫn là nền tảng để xây dựng mọi hạnh phúc. Không luận người Việt, không luận là Phật tử, bất cứ ai muốn có đời sống an vui của con người thì đây là 5 phương pháp. Cho nên người Mỹ họ thọ 5 giới này một cách triệt để. Họ có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành,
họ không cần làm lễ quy y, họ chỉ cần làm lễ thọ giới thôi. Họ giữ năm giới này để bảo đảm hạnh phúc của gia đình họ. Họ thấy nó quá thiết thực. Và thậm chí những người Mỹ đã thọ giới xong rồi đó, họ thực tập hay quá, họ viết những cái bài kinh nghiệm, họ gom ra thành một quyển sách gọi là For the Future to be Possible, để có một tương lai trong sáng, thành một cuốn sách chia sẻ những niềm vui, những hạnh phúc mà họ đã thọ giới, mà người Mỹ viết, đã in thành một tập sách đó. Quý vị nào muốn đọc, tìm cái quyển đó đọc, For the Future to be Possible. Mà mỗi người họ sẽ thuyết trình về năm giới, sự thực tập của họ cho mình nghe. Và những người đó, có những người là những học giả nổi tiếng của giới học giả Mỹ. Con là Phật tử tại tại đâu đó không biết nữa. Con xin sám hối vô cùng mười phương tam thế chư Phật trước, nếu con sai ngưỡng mong thầy giảng đáp cho con rõ. Người tại gia tùy tục, nhập gian tùy khúc với người đời, song với trong đạo trong chùa thì có cần giữ quy củ của đạo chúng ta tại chùa, của đạo Phật chúng ta tại chùa ở tại Mỹ quốc này không ạ? Con thấy dung mạo thầy rất từ bi và chiếu sáng một cái gì con không thể diễn bằng danh từ nào cho đúng. Kính mong thầy khai kim khẩu, nếu thầy có thể cho con rõ thời khóa biểu tu hành. Này điều tra lý lịch. Thưa đại chúng, mà đúng như vậy thôi. Mình tới đâu thì mình phải tùy theo mọi cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Tuy nhiên sự hành trì chúng ta không thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam mình á, 3 giờ sáng là thỉnh đại hồng chung ở các chùa, hay là 3 giờ rưỡi thỉnh chuông, 4 giờ là đại chúng vân tập lên chánh điện tụng lăng nghiêm buổi sáng, 5 giờ điểm tâm. Vì đó là quốc độ của mình. Nhưng qua xứ Mỹ này làm sao mà dám thỉnh chuông 4 giờ sáng được, phải không? Chuông chưa được thỉnh mà hàng xóm đã thỉnh mình đi rồi. Thì bây giờ mình phải tùy duyên chứ. Cho nên ở đây, ở nước ngoài, 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh. Không bỏ thời kinh, nhưng tụng trễ là một chút thôi. Mà thật sự ra thời gian không quan trọng. Ví dụ như á, giờ này ở đây mình là tối thì Việt Nam mình trưa. À, trưa hay sáng gì đó. Sáng. Thì bây giờ nói mời đại chúng đi ăn tối. Ở Việt Nam gọi qua nó, ủa giờ này ăn sáng chứ sao ăn tối. Giờ giấc nó không có giống nhau. Mình ở đâu mình theo đó. Tuy nhiên chúng ta hòa nhập, nhưng mà chúng ta không có hòa tan. Chúng ta không có hòa tan và chúng ta vẫn giữ được những thời khóa. Ví dụ như ở Việt Nam mình đã không có cái vụ mà cúng mỗi chủ nhật rồi nha. Ở Việt Nam là không có lễ ngày chủ nhật. Việt Nam là mùng 1, ngày thứ 2 thì cũng cúng, mà thứ 3 cũng cúng, vì đó là cái truyền thống của mình, ngày nào mình có thể sử dụng được. Nhưng qua đây rồi á, tất cả ngày tốt đều rơi vào ngày thứ 7 chủ nhật hết. Cho nên đám cưới á, coi ngày là coi cho vui thôi, chứ cuối cùng đám cưới nào cũng thứ 7 chủ nhật hết á. Vậy coi chi cho mắc công vậy. Thuận tiện ngày nào làm ngày đó. À, khi đánh mỗi tiếng chuông cho đến dứt âm thanh rồi mới đánh tiếng thứ hai, xin thầy giải thích. Dạ không phải, nó tùy theo cái trường hợp. Mà trước hết Pháp Hòa phải giải thích cái vụ chuông mỏ. Chuông ai văng vẳng đâu đây? Tội nghiệp, nó xài phone iPhone 11. Biết xài không biết tắt. Hoan hỷ hết. Tại vì đang nói chuông đó. Thưa đại chúng, là thời của Đức Phật, thời của Đức Phật hay là ngay cả bây giờ các chùa bên truyền thống Nguyên Thủy Nam Truyền á, cũng không có sử dụng chuông mỏ.
Chẳng qua là khi đạo Phật truyền đến các cái nước Á Đông á, thì chúng ta thường sử dụng những âm thanh như là những lễ nhạc, lễ cụ, nhạc cụ. Cho nên chúng ta lấy căn bản tiếng chuông, tiếng mõ để phối hợp với tiếng tụng kinh của mình. Bởi vì cái cách tụng kinh của mình là mình đa âm. Đa âm là nhiều giọng lắm. Quý vị để ý thời kinh có người cao, người thấp, người ngang, người bằng, nó không đồng. Cho nên lấy cái tiếng mõ để làm cái nhịp, để đưa mọi người về chung một nhịp. Vậy thì cái tiếng mõ đó là cái tác dụng để đưa mọi người trở về cái thời kinh cho nó đều hài hòa với nhau. Tiếng chuông là một tiếng báo hiệu. Vì vậy cho nên á, người thỉnh chuông phải nắm được cái căn bản của thời kinh là mình giữ chuông là giữ cái gì. Không phải cứ bon tiếng là xong, mà mình phải biết nó là một cái hiệu lệnh. Vậy thì cái hiệu lệnh này nó sẽ thỉnh như thế nào? Ví dụ khi mình vào một thời kinh thì tiếng chuông của mình không cần quá thưa. Thí dụ như thế này, trước khi thỉnh chuông là mình nhập hai tiếng, mình thức cái chuông lên. Trước hết là để làm cho cái chất đồng này nó rung chuyển, để nó có đủ khả năng nó tiếp nhận một tiếng đập, tiếng đánh, để nó không bể chuông. Vì nó là một loại đồng mà nếu chúng ta thỉnh đại vô nó sẽ bể chuông. Cái đó người ta gọi là tức chuông đó. Trường hợp thứ hai, ý nghĩa thứ hai là để cho mọi người nghe sắp sửa có một tiếng chuông, các vị chuẩn bị lắng nghe và sau đó mình thỉnh. Và nếu mà là chuông tụng kinh, vô chuông mỏ để vô thời kinh thì tiếng chuông sẽ là như thế này. Hai tiếng nhặt, một tiếng rơi, và nó đều như vậy. Người thỉnh chuông phải đủ năng lực phát tiếng chuông đều, không nên tiếng nhỏ tiếng lớn. Từ đó nó hiểu được cái tâm trạng của người thỉnh chuông. Thí dụ mình thỉnh vậy nè, thành thử ra người ta nghe được chuông này không có nội lực, mà chuông này rất là bất lực. Thế cái người thỉnh chuông phải phát được từ cái tâm của mình. Đạo Phật á là trở về với nội tâm. Mà tâm mà có lực, lời nói sẽ có lực, tiếng tụng kinh sẽ có lực, tiếng chuông sẽ có lực, tiếng mõ sẽ có lực, cắm cây nhang sẽ có lực. Người không đủ nội lực của nội tâm cắm cây nhang méo mó. Thỉnh tiếng mõ không có chuẩn, thỉnh tiếng chuông không phát ra, làm cho đại chúng người ta nghe mà ta thức tỉnh. Vì chuông chùa ngân rã mười phương mộng, mình thỉnh tiếng chuông như thế nào để người nghe trở về với sức. Và chuông chùa không bao giờ là tiếng chuông như thế này. Đây không phải chuông chùa. Không bao giờ trong chùa thỉnh tiếng chuông như thế này được. Vì chuông này là của đình của miễu. Cúng đi, lại đi, bỏ vô nhiều. Này là chuông của đình miễu, không phải chuông chùa. Chuông chùa phải khoan thai, phải làm cho người nghe lắng tâm. Đây là chuông. Còn nếu mình ngồi thiền, nếu mình thỉnh chuông cho đại chúng ngồi thiền, thỉnh 3 tiếng cho ngân, mà cho đều với nhau bằng cách là hơi thở của mình. Thí dụ mình thỉnh 1 tiếng, hít thở 3 hơi. Đủ 3 hơi thở thỉnh tiếng thứ hai. Đây là chuông ngồi thiền. Mình sẽ đưa đại chúng về cái trạng thái tĩnh lặng của thiền quán bằng cách thỉnh 3 tiếng chuông để mọi người tỉnh thức trở về. Mà 3 tiếng chuông thật là khoan thai. Cho nên chuông mà tụng kinh, thí dụ mình thỉnh chuông cho Phật tử lễ Phật á, ta lại xuống,
ta lại một xuống rồi cho người ta đứng lên. Thấy ta đứng lên vừa chừng rồi thỉnh tiếng thứ hai cho người ta lại xuống. Ta một xuống rồi, thấy ta một vừa rồi cho người ta đứng lên. Và khi cái đây là cái lại thứ ba nè, lại xuống. Mà cái thứ ba này không nhập nữa mà thỉnh lên, để cho ta biết đứng lên và đây là lễ thứ ba rồi, không cần nhập chuông nữa. Thật ra người thỉnh cái chuông, cắm cây nhang, thỉnh tiếng mõ, đánh cái khánh, người ta hiểu được nội tâm mình hết. Người thầy mà có quan tâm đệ tử là đi ngang thấy đệ tử cắm cây nhang là biết đệ tử này tâm ngay chưa, tâm thuần chưa. Thỉnh tiếng chuông đó phát ra đủ nội lực của tâm chưa. Có nhiều người thỉnh chuông vậy nè, thấy hùng hổ lắm nghe, vô lên vậy. Nãy vô lên mình tưởng là sắp bể cái chuông rồi đó. Và có nhiều người phát tiếng chuông vậy. Phát là phải phát tiếng chuông, nhập là sẽ ra nhập, thỉnh là phải ra thỉnh, chứ không thể nào nhập xong về cái về cái làm tiếng chuông nó không gắn. Và cái cách mình cầm cái dùi chuông để biểu lộ rằng sự khoan thai, cầm dùi vậy nè, chứ không ai cầm vậy đó, cầm vậy là baseball. Thỉnh chuông thỉnh mỏ là tay mình cầm vậy, biểu lộ cái trạng thái nhẹ nhàng của mình. Và khi mình trước khi mình thỉnh chuông, mình cầm cái dùi chuông, mình tĩnh lặng tâm mình xuống cái đã. Đừng có lên vội mà cầm cái dùi chuông mà phát ra tiếng, vì mình cứ nghĩ miễn có tiếng chuông là được rồi. Đa phần người thỉnh chuông không được học kỹ là cứ nghĩ rằng cứ lên đi thỉnh đi có tiếng chuông là được rồi. Thành ra cái thời kinh chuông mỏ nó vẫn phát, nhưng mà không đủ nội lực để truyền tải đưa người ta trở về cái một thời kinh mà người ta tụng xong người ta cảm thấy khoan khoái hoan hỷ. Cái thứ hai đó là mình phải biết rằng cái chuông nó ngang cỡ nào. Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây nè, cái chuông này nó đủ cái tầm cao nè, thì Pháp Hòa thỉnh như vậy nè để cái chuông nó phát lên. Chuông là không có thỉnh ngang về, thỉnh như vậy là mình lật cái chuông, mình hất cái chuông lật á, thỉnh xéo vậy nè, để mình đưa cái tiếng chuông nó đi lên, phát cái tiếng chuông nó lên. Còn nếu mình thỉnh vậy nó kêu cái beng mà nó không có đúng cái âm thanh của nó. Và thỉnh chuông trước khi thỉnh mình chỉnh cái chuông cho nó ngay. Nói chung là một cái quá trình tu tập. Còn cái thứ hai nữa đó, khi mà mình tụng kinh, nếu mà tụng ba biến, ví dụ chú Bản Sanh tụng Nam Mô A Di Đà Phật và dạ tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó, cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó đó là mình phải thỉnh một tiếng. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật và dạ tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó đó là mình phải thỉnh một tiếng. Để hết thỉnh thêm tiếng nữa. Tại sao biến thứ ba mình phải thỉnh giữa buổi một tiếng? Báo cho toàn chúng biết đây là biến thứ ba rồi. Có nhiều người ta tụng, ta nhắm mắt ta tụng cho người ta không biết có biến thứ mấy nữa. Ta đã biến mất tiêu rồi. Cho nên thôi mình thỉnh một tiếng chuông lên báo cho toàn chúng biết. Có nhiều khi mình đợi tới cuối mà mới thỉnh đâu. Chí ra khá lễ ta bà ha. Cầm kiểu á nam mô a di đà. Tại vì mình không báo cho người ta biết. Tâm hồn ta đang phượng phất khắp mười phương rồi. Niệm Phật cũng vậy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông chủ lễ niệm bao nhiêu đâu ai biết. Thành thử ra mình muốn cho người ta lăn qua, người ta sẽ đi qua Quan Âm á, thì phải Nam mô A. Cái câu cuối của Nam mô A Di Đà Phật là phải thỉnh ngay từ đầu. Nam mô A Phật là ta nghe là ô dứt cái này là qua Quan Âm. Nhiều khi chập thỉnh trễ quá, Nam mô A Di Đà Phật thì người Quan Âm người vẫn còn ở Di Đà.
phải vậy không? Cho nên á, ông chủ lễ, ông thỉnh chuông, ông thỉnh mỏ, ba ông này phải là hợp tác với nhau dữ lắm. Chứ không phải mạnh ông chủ lễ, ông chủ lễ làm, mạnh ông chuông cứ dện, mạnh ông mỏ cứ thỉnh. Mỏ là diệt chúng, chuông là duy na. Duy na là gì? Là người cầm cái lệnh. Duy na là người cầm lệnh. Trong suốt thời kinh là chỉ hai tiếng chuông, chứ không có ba tiếng. Vì nếu ba tiếng là dứt, dứt thời kinh rồi. Cho nên khi nào mà thời kinh xong rồi, đại chúng dứt, thì lúc đó mới thỉnh ba tiếng. Vô ba tiếng, dứt cũng ba tiếng. Đây là Pháp Hòa nói căn bản thôi, chứ còn cái này là thuộc phạm vi của các thầy nghi lễ. Các thầy sẽ dạy rất kỹ hơn. Còn ở đây Pháp Hòa nói trong cái căn bản, trong cái thời kinh bình thường ở nhà mình tụng thôi. Ăn chay có được ăn trứng không thầy? Bình thường có ăn ba má đó không? Bình thường cũng ăn ba má đó luôn phải không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Bữa nào ba má nó còn ăn là tụi nó mà ăn thua gì? Chọc chơi vậy thôi nha. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó thì theo cái truyền thống ăn chay nguyên thủy thì chúng ta không có ăn trứng gà. Nhưng mà sau này thì ở đây thì đa phần trứng là nó thuộc về gọi là gì, công nghiệp, nó không có trống. Thì ai muốn ăn thì ăn, chứ cũng không có gọi là nên ăn hay là không ăn. Pháp Hòa không nói, mà cái đó tùy mình thôi. Thì ai muốn ăn thì cứ ăn, không ăn cũng không sao. Và cũng không ăn á, cũng không có nghĩa là mình tu giỏi. Và đừng có nghĩ rằng mình không ăn trứng rồi mình thấy như người ăn trứng rồi mình nói này nói kia. Không có ai thành đạo đắc quả do không ăn trứng hết á. Đừng có dở trứng thì nó mới thành trứng. Thí dụ như mình không ăn trứng, nhưng mà mình có thể du di ở bánh bông lan, bánh mì, hay là những cái loại bánh mà ta có đánh trứng gà, mình nhẹ nhàng trong cái việc đó thì tốt rồi. Miễn làm sao, giá dụ như mình ăn chay mà cái món đó nó có thịt ở trong đó, mà bây giờ lỡ mình ăn vô rồi cũng nhẹ nhàng đi, không có sao hết á. Rồi thôi, biết cái đó rồi dừng không ăn nữa, chứ không có phun ra phèo phèo, trời ơi chết tôi rồi, bao nhiêu năm tu hành tôi tiêu rồi, rồi lại khá chứ. Thì người ta thấy mình quá máy móc. Có nhiều khi ngày rằm mình phát nguyện ăn chay mà nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Bình thường là trứng không ăn, chứ ăn chay là đợi qua 12 giờ thôi rồi qua ngày mới rồi đó. Thì mà ăn chay rất là máy móc. Làm sao để biết mẹ mình đã siêu thoát? Bà đã mất năm 1975 và báo mộng sẽ đi về một nơi xa. Thank you thầy. Cô không biết mà cô hỏi thầy, thì ngày mai cho thầy cái vé, thầy đi qua thăm bà là thầy về được không? Em có theo dõi bà đâu biết bà đi đâu. Nhưng mà đây là trên cái căn cứ kinh nghiệm của các tổ thôi. Khi một người thân mình mất, mình không còn thấy họ trong chim bao, thì mình biết là họ đã được đi tái sinh về một cõi nào đó. Ngược lại, nếu mình vẫn thấy họ, nhưng mình để ý cái trạng thái thấy đó như thế nào, họ đau khổ hay họ rất là thoải mái, thì cũng biểu lộ rằng họ đã đi về cảnh lành. Không ai bảo đảm điều đó, nhưng mà đó là căn cứ kinh nghiệm của các tổ chỉ dẫn lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng người thân mình đang sinh về cảnh nào. Mà cũng đúng thôi, ví dụ như người nào khổ mới réo mình hoài. Căn cứ nè, Quan Âm Bồ Tát mà suốt năm nay không thấy mình lại quỳ râm râm là biết bữa nay mình ok rồi đó.
Còn tuần nào cũng thấy mình mà ngày nào cũng thấy mình, con là mẹ. Con tên là Nguyễn Thị Bông nè, pháp danh là Diệu Hoa nè, con đang bệnh lắm mẹ ơi. Là mẹ Quan Âm đứng bắt tân, I know you rồi đó. Mà khi nào mà mình không có còn bệnh tật gì là hình như mình ít có nhớ Phật. Căn cứ trên cuộc sống chúng ta, chúng ta mà khổ là nhìn biết liền à. Cầm cái nhang dài là khấn còn khúc à. Còn mình hết khổ xá xá vài cái cấm đại khái vậy. Tại người nào mà còn khổ thì tìm mình thôi. Nhưng mà tại sao trong một gia đình 10 người mà không ai gặp, chỉ có một người đó gặp? Nghĩa là người đó đủ duyên để độ cho cái vong đó. Và người đó biết khả năng của mình và tìm tới mình. Cũng giống như bây giờ mình muốn mượn tiền phải kiếm người có tiền để mượn chứ. Muốn xin giúp đỡ phải tìm người có khả năng. Nói vậy thôi. Câu hỏi nữa là mình nghĩ ha. Dạ. Có mệt không? Ủa sao kỳ vậy? Rồi bây giờ thêm câu nữa nha. Dạ thầy cho con hỏi, làm sao biết mình đang trả nghiệp hay người ta đang tạo nghiệp? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không, mà ví dụ bây giờ người ta tới chửi mình, thế thì mình làm sao biết là mình đang trả nghiệp cho người đó hay là người đó đang tạo nghiệp với mình? Đó, cái câu hỏi là như vậy, là cái ví dụ là như vậy. Để cho tâm mình thoải mái, không dính bận, thì mình nên nghĩ rằng mình đang trả cho họ hơn là họ đang tạo. Vì khi mình nghĩ họ đang tạo, nghĩa là trong lòng mình ghi sổ nợ với họ. Mà ghi sổ nợ với họ thì mình nhớ họ nhiều hơn. Mà nhớ họ nhiều hơn thì kiếp sau mình sẽ gặp họ sớm hơn. Và gặp nhau để làm gì? Để làm khổ cho nhau chứ không phải. Bởi vì ngay cái duyên đầu là đã nghịch rồi, thì làm sao gặp nhau bằng cái thiện nữa. Cho nên nếu mình nghĩ người ta nợ mình là mình sẽ nhớ và sẽ gặp. Cho nên vì vậy, thậm chí mình làm ơn cho người mà mình còn không nói là mình làm ơn mà. Để chi? Để mình không còn lưu luyến giữa mình với họ nợ hay là không nợ. Cho nên thi ơn không ghi nhớ. Vì thi ơn mà ghi nhớ là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn mà còn không nhớ thì huống chi người ta tới với mình. Cho nên tốt nhất mình nghĩ thôi, hôm nay tôi cũng có duyên, chứ hồi trước tôi chưa tu là nó chết với tôi rồi. Bữa nay tôi biết tu rồi, tôi đệ tử Phật rồi, tôi nghe cái cô đó nói tôi biết là tôi trả nghiệp. Mình nghĩ gì cũng được đó. Còn không thì mình nghĩ thánh thiện hơn là người đó đang tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Khổng Tử nói á, mình làm sai mà người khác chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy của mình. Mình làm đúng mà người đó khen mình, người đó là bạn mình. Nếu mình làm sai mà người đó vẫn tâng bốc mình, vẫn khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Vì người đó, nếu mình làm sai họ chỉ cho mình, họ là thầy mình là phải rồi. Còn mình làm đúng thì họ khen thì bạn mình. Còn nếu mình sai mà người đó không chỉ cái sai mà cứ tâng bốc để cho cái sai mình tiếp diễn, thì người đó không tốt với mình. Cho nên á, để mình đã thấy nó là oan trái, là nghịch, thì tại sao phải ghi nhớ là anh đang trả, anh đang tạo nha. Nghĩ chứ mà nghĩ rằng người đó tạo với mình thì mình sẽ ghi sổ. Mà ghi sổ là sẽ gặp. Mà gặp thì toàn là khổ chứ có hạnh phúc gì đâu. Cho nên thôi không cần ghi nhớ. Phong và ví dụ vậy nè. Có nhiều người đang hạnh phúc vậy, cái đụng cái gia đình tan vỡ. Trời ơi trời, biết vậy con không tu, tu ra nó đổ nghiệp. Thì Pháp Hòa nói, tại sao mình nghĩ mình đổ nghiệp mà tại sao mình không nghĩ rằng hết nghiệp? Nhiều khi trong cuộc sống này mình sống nhau, mình làm khổ nhau, không chứ có hạnh phúc gì đâu. Tại vì hôm nay chấm dứt được rồi là hết nghiệp. Cho nên á, nhiều cái quan trọng là mình biết cái cách tư duy quán chiếu để sự việc nó đưa mình đi lên chứ không chìm mình xuống. Phong và ví dụ thứ hai,
Có một thiền sư đang ngồi, có một đệ tử tới nói: dạ thưa thầy, con lúc này á, con ăn chay, trường tu hành rất là tốt. Nói một lô những cái tu tập của ông. Thì vị hòa thượng mới nói: ồ vậy ông không phải là con người. Ông nổi xung thiên lên: ông nói tôi không phải là con người, vậy tôi còn gì? Cái hòa thượng nói: thì ông là ông Phật. Nhưng mà thường thường khi người ta nói mình không phải là con người thì mình nghĩ mình sao? Mình nghĩ họ đang nghĩ mình thấp không à? Mà tại sao mình không nghĩ người ta đang nghĩ mình cao? Cho nên ông hòa thượng nói: vậy ông phải là con người. Vậy tôi còn gì? Ông Phật. Thì lúc đó nói: vậy sao ông nói sớm? Quý vị thấy được cái tâm mình không? Luôn luôn là mình hướng hạ, ít khi nào mình hướng thượng. Thí dụ như mình nghĩ vậy nè: thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết. Bộ để nguyên vậy có nó hết sao? Bây giờ tại sao mình không nghĩ ngược lại: tôi còn tham sân si lắm, tôi cần quy y để tôi giảm tham sân si. Đa số là mình nghĩ là mình tiêu cực, là mình nhận mình xuống nữa. Mình không thể nào nói với con mày: mày ngu lắm, thôi nhà luôn đi cho mày dốt luôn. Con mình nó còn ngu lắm, phải gửi nó tới trường cho nó học để nó tiến bộ. Đó là cái tâm của mình chứ. Mình thấy nó dở mình phải đưa nó lên chứ. Tại sao mình nói vậy? Thì y chang trong đời sống của chúng ta. Mình thấy mình dở là mình nhận chìm xuống luôn. Nói thôi tôi còn ngu lắm, tôi không tu hành gì được đâu. Ủa, tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi mới tu. Nếu biết mình còn sân si phải tu để mình giảm sân si. Biết mình còn dở phải tu để hướng thượng cho mình. Chứ tại sao mình lại nhận chìm mình xuống? Thì chẳng khác nào như mình nói với đứa con mình vậy đó. Mình nói với đứa con mình là: mày ngu lắm, mày học chi? Thậm chí mình biết nó học dở, phải đi tìm nhiều lớp nữa cho nó học thêm. Để làm gì? Để cho nó tăng trưởng sự hiểu biết của nó. Nó dở toán, tìm khu môn toán cho nó học. Nó dở anh văn, tìm khu môn English cho nó học. Nó dở môn nào phải tìm môn đó cho nó học. Chúng ta cũng thế. Chúng ta dở cái nào chúng ta phải tu cái đó. Thí dụ như mình còn tham, tập bố thí. Mình còn sân, tập quán từ bi. Mình còn si, tập quán nhân duyên trí tuệ. Để giảm cái si mê của mình. Tại sao mình si mê? Vì mình không thấy rõ nguyên nhân của các pháp. Thấy rõ được nguyên nhân rồi, hết si mê. Cho nên giảm si mê là phải quán nhân duyên trí tuệ. Còn muốn giảm giận tức, thấy họ thương tội nghiệp, họ không hiểu không làm điều đó, quán từ bi để giảm cái sân si của mình. Cái đó gọi là đối trị, pháp đối trị. Thôi mình dừng đây, mai mình nói tiếp.